Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với bài học số 2 của khóa học ASD Speed do tôi dạy hay gọi là khóa học Autodesk Structure Detailing 2015 Thì ở bài học đầu tiên, bài học hôm trước thì tôi đã giới thiệu mọi người tổng quan về ASD ASD, ASD dùng để làm gì và ASD tại sao sẽ có tương lai thay thế AutoCAD Thì Thì bài học hôm nay tôi sẽ đi với mọi người cái phần setting cho ASD về tiêu chuẩn Việt Nam Thì như bài học hôm trước tôi đã nói rồi, các cái tiêu chuẩn cho cài đặt mặc định cho cái thằng AutoCAD Structure Detailing 2015 ấy, thì đều là các cái tiêu chuẩn nước ngoài. Bây giờ mọi người muốn quy cái tiêu chuẩn về tiêu chuẩn Việt Nam để phù hợp với các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn của bán vẽ Việt Nam thì chúng ta phải quy đổi cái tiêu chuẩn từ nước ngoài về tiêu chuẩn Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cái cách setting cái cái uh, tiêu chuẩn nước ngoài về tiêu chuẩn Việt Nam trong cái AutoCAD Structure Detailing 2015. Thì hôm trước tôi đã nói về cái khởi động môi trường bản vẽ rồi Thì mọi người mở phần mềm AutoCAD lên Mọi người kích vào cái biểu tượng máy răng dưới này Mọi người kích vào cái phần ASD Reinforcement Chúng ta sẽ đi vào phần bê tông cốt thép Được chưa? Đấy Thì mọi người sẽ thấy một cái giao diện của Cái uh, thằng phần mềm AutoCAD Structure Detailing 2015 Của phần Reinforcement Thì sẽ có hai thêm hai mục ASD Reinforcement và ASD Structural Element thì đầu tiên để chúng ta vào cái mục cài đặt thì mọi người kích vào cái phần ASD Reinforcement hoặc là ASD Structure Element thì cái nào cũng được nếu mà chúng ta kích vào ASD Reinforcement thì các bạn kích vào phần setting cho mình tiếp theo các bạn kích vào phần Rope Preference được chưa để chúng ta vào phần setting cho nó cách thứ hai để các bạn kích vào phần ASD Structure Element thì các bạn kích vào phần biểu tượng Rope Preference ở ngay menu này cho tụi mình cũng được, được được chưa hai cách đều được đó tiếp theo sau khi mà chúng ta đã khởi động cái phần ASD reinforcement phần uh, chuyên về bê tông cốt thép thì chúng ta lại mở cái biểu tượng uh, của ASD cái biểu tượng màu đỏ này kích vào kích vào chữ lưu kích mũi tên kích vào drawing chúng ta sẽ xuống kéo xuống dưới đấy các bạn chọn cái phần RBCR0001 metric cho mình nếu mà các bạn chọn cái mặc định của nó là RBCR001 thì nó đơn vị là inch còn nếu chúng ta sẽ chọn cái đơn vị là metric thì nó phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam hơn, được chưa ạ? Các bạn click open, các bạn nhớ nhá. Đó, thì các bạn đóng cái tab drawing 1 lại. Chúng ta chỉ làm việc với cái tab drawing 2 đơn vị metric thôi. Tiếp theo các bạn click vào đây. Các bạn click vào cái biểu tượng đỏ này, các bạn click vào save as, được chưa ạ? chúng ta click vào drawing chúng ta kích, uh, lưu lưu nó lại ở đâu đấy giả sử tôi lưu ở desktop chẳng hạn đúng không ạ các bạn ghi là tcvn ngang BT bê tông được chưa? bạn kích xếp vào cái đuôi uh, AQT hoặc là 2013 hoặc là xuống cái đời thấp hơn thì tùy. Tôi để mặc định cái 2013 xuống ấn xếp. Đấy, thì chúng ta sẽ làm việc với cái file TCV là bê tông này, làm chuẩn các cái cài đặt từ tiêu chuẩn nước ngoài về tiêu chuẩn Việt Nam, sao cho nó phù hợp với bản vẽ để vì sau chúng ta làm việc với cái các các bản vẽ khác thì chúng ta chỉ lấy cái file này làm file mẫu thì cái cách mà để các bạn lấy cái file này làm file mẫu mặc định cho khi mà lần sau mở lên thì như nào thì ở các bài học sau được giới thiệu các bạn cứ hiểu là từ chúng ta sẽ lấy cái file file gốc này để triển khai cho các cái bản vẽ sau được chưa tiếp theo này như vừa rồi tôi đã bảo mọi người có thể kích vào group ở đây hoặc là kích vào setting group ở đây để chúng ta vào là quá trình làm việc thì đây chính là cái bảng uh, cài đặt làm việc cho các cho cái bản vẽ về bê tông cốt thép về cái tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên tôi xin hướng dẫn mọi người cách chúng ta thiết lập đơn vị cho bản vẽ. đó, thì ở cái bảng này mọi người kích vào phần unit cho mình này để chúng ta thiết lập cái đơn vị cho bản vẽ. tiếp theo mọi người kích vào standard thôi, kích vào standard mọi người ghi là tcvl cho mình. được chưa? tiếp theo mọi người kích vào shape này, kích vào chữ default tức là để cho nó khi mà các cái bản vẽ khác sử dụng thì đều nó là default để cho nó mặc định cái là chúng ta thiết lập. thứ hai ở cái phần ULIT system thì nó có hai hệ đơn vị đúng không ạ? đơn vị impress đấy hình là in đúng không ạ? Đấy. Thứ hai đơn vị metric thì chúng ta có thể dùng hệ đơn vị metric được chưa? Dạ. Tiếp theo cái phần work unit tức là cái đơn vị mà chúng ta sẽ làm việc cho cái bản vẽ này. Thì ở đây có mét, Centimet, mm. Thì uh, theo tiêu chuẩn Việt Nam mọi người chọn mm cho mình. Thứ hai nó uh, tương tự với cái đơn vị mm thì nó có cái hệ là decimal. Decimal là cái hệ đơn vị thập phân thôi, được chưa? Dạ. Tiếp theo là cái phần mô tả và định dạng cái cái phần mô tả và cái chiều dài thì nếu mà cái phần uh, chiều dài mà nó có nhỏ hơn một mét đấy chưa chiều dài bất kỳ chiều dài gì đấy trong cái bản vẽ mà nhỏ hơn một mét thì chúng ta dùng hệ đơn vị nào thì theo quy chuẩn thì các bạn dùng đơn vị mm lớn hơn một mét cũng dùng mm được chưa còn uh, làm tròn đến số bao nhiêu hoặc là có bao nhiêu số dấu số chữ số thập phân đằng sau dấu phẩy sau dấu, dấu chấm đấy thì mọi người thể chọn đơn vị à, chọn tùy chọn ở đây thôi thì theo tôi mọi người để không và dưới này cũng để không theo đúng cái quy định của uh, tiêu chuẩn Việt Nam bản vẽ tiêu chuẩn Việt Nam tiếp theo cái phần deflist unit tức là định nghĩa cái phần đơn vị thứ nhất là phần cover tức là cái lớp bảo vệ được chưa thì mọi người đây mọi người chọn đơn vị là mm cho mình được chưa cover lớp bảo vệ lớp bê tông bảo vệ được chưa và cái này cũng là chọn là không cho mình được chưa tiếp theo là spacing tức là cái spacing là khoảng cách giữa thường là dùng trong cái khoảng cách giữa các cái cốt đai được chưa? Thì mọi người cũng để mm cho mình. Thì này là không. Tiếp theo là reinforcement length tức là chiều dài của thanh thép thì mọi người cũng để cái đơn vị mm cho mình và này là 0. Tiếp theo là cái reinforcement area tức là diện tích cốt thép thì phần này mọi người để cái phần đơn vị là cm. Đấy, theo đúng tiêu chuẩn Việt làm Và để cho mình sau dấu chấm là hai dấu, hai số 0 được chưa? 0.00. Tiếp theo là cái phần mass, mass là đơn vị là khối lượng của cái thanh thép Đấy, thì mọi người để đơn vị là tấn hoặc kg thì ở đây mọi người để cái đơn vị là tấn cho mình được chưa và để giao uh, dấu chấm là hai dấu không sau khi xong mọi người ấn xếp tiếp cho mình và ấn default được chưa đó tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần cốt và material phần uh, cốt và phần material tức là chúng ta sẽ sang cái phần gọi là quy phạm về cốt thép và quy phạm về vật liệu đầu tiên chúng ta nói đến phần cốt đấy tức là quy phạm về cốt thép thì đầu tiên là phần RC design tức là quy phạm về thiết kế cốt thép để chưa? Dạ. Thì đây nó cũng có rất nhiều nhiều tiêu chuẩn của các nước khác nhau, trong đó không có tiêu chuẩn Việt Nam. Đấy, đấy là điều hay. Thì để đưa về cái tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta sẽ chọn một cái nước có cái tiêu chuẩn gần giống Việt Nam, được chưa? Dạ. Thực ra là nó nói là Việt Nam lấy tham khảo của nước đó thì đúng hơn, được chưa? Dạ. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái SNIP 2.03.0184 à, cái tiêu chuẩn của Uh, nga được chưa? tiêu chuẩn cũ của nga đấy. ở đây nó có một cái cụ uh, có cái một cái mục nữa là seismic deposition tức là nếu mà có kể đến kháng chấn tức là kể đến động đất ấy thì chúng ta tích vào được chưa? thì tự thì nó sẽ thêm những cái cái, cái 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 quy chuẩn cho cái phần thiết kế động đất uh, cho phần cốt thép được chưa? nếu mà chúng ta không trình không có động đất thì thôi chúng ta bỏ qua. Đấy, tiếp theo cái phần uh, reinforcement drawing thì đây gọi là cái cái cái, cái uh, chọn cái quy chuẩn về sự bản vẽ cốt thép được chưa? Rồi là bản vẽ, bản vẽ cốt thép. Thì nếu mà chúng ta chọn cái tiêu chuẩn về cốt thép ở trên này thì tự động nó sẽ cập nhật cái 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 tiêu chuẩn về bản vẽ cốt thép dưới này là GOT 21.50193 của Nga. Được chưa? Đấy. Thì mọi người chọn đúng hai cái mục này cho mình, được chưa? Còn nếu có động đất thì tích thêm này, còn không thì thôi. Tiếp theo là phần reinforcing 3 tức là cái quy định về thành thép phần database tức là cơ sở dữ liệu nếu mà chúng ta đã chọn cái phần quy phạm thiết kế về cốt thép ở trên ấy, thì tự động nó cập nhật cái cơ sở dữ liệu của cái quy phạm đấy luôn nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái cơ sở dữ liệu của một cái quy phạm khác thì chúng ta kích vào đây ba chấm này đấy, chúng ta đây chúng ta có thể chọn các cái quy phạm về thanh thép khác ở đây được mà theo tôi việt Nam thì các bạn nên để nguyên cái cái snip 2.030184 của nga thì nó gần với việt nam hơn tiếp theo ở dưới này là cái phần steel gate tức là cái loại thép thì mọi người đã biết là thép có loại thép A1, A2, A3 hoặc là C1, C2, C3 đấy để chưa và symbol là ký tự của loại thép đấy. đấy thì ở đây chúng ta có thể thay đổi ký tự này mọi người kích vào nhé đấy ví dụ như là cái thép A1 này thì mọi người thích cái ký tự phi hay là phi kiểu này hay phi kiểu kia rất là rất nhiều ký tự đúng không ạ thì tùy mỗi nước thì có một cái cái cái, cái quy định riêng nhưng mà thường thì chúng ta lấy cái kiểu phi kiểu này đấy mọi người để nguyên mặc định cho mình thì cái thằng nga này cái tiêu chuẩn của nó ở cái quy phạm của nó thì gần giống mình lấy để trước mình tham khảo của nó mà nên hầu như là mình không phải thay đổi gì cả mình cứ để nguyên cái ký hiệu này tiếp theo là cái phần uh, lap uh, splice tức là cái đoạn lối nó quy phạm tức là cái 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 quy định về cái đoạn lối thép được chưa thì cái phần uh, long titus tức là cái thanh thép dọc thường là thép cột đấy gọi là thép dọc thì quy định lối hai cái đoạn thép dọc với nhau đấy, theo phương dọc Đấy, thì là bao nhiêu D thường là chúng ta để 30 d đúng không ạ nhưng mà nếu mà có kể đến kháng chấn nữa thì chúng ta để 45 đúng không ạ Các bạn để là 45 cho mình tiếp theo là chan canvas tức là cái cái đoạn nối quy định cho cái đoạn thép ngang thép ngang này thường gọi là thép dầm được chưa thép dầm ấy, thì là bao nhiêu thì chúng ta để 30 d được chưa 30 phi hay gọi là 30 d tiếp theo là phần distribute tức là cái quy định đoạn nối cho cái thép phân bố distribute thép phân bố thì thường thép phân bố thì thường ở trong cái thép bản đấy hoặc là thép sàn thì là bao nhiêu d để chưa mọi người cũng để 4 năm nếu có động đất được chưa cái này mọi người có thể thay đổi hoàn toàn nhé không thì mọi người để 30 mươi cũng được đấy hoàn toàn có thể thay đổi theo quy hợp với cái tiêu chuẩn việt nam đó tiếp theo phần cover cover này gọi là phần lớp bê tông bảo vệ thì nó có hai mục tức là cover long reinforcement tức là lớp bê tông bảo vệ cho thanh thép dọc được chưa thì um, tiếp theo là cái phần cover transfer reinforcement tức là lớp bê tông bảo vệ cho thanh thép ngang thường gọi là đây thêm thép, thép cột hay gọi là thép dầm thì mọi người còn nhớ theo cái tiêu chuẩn việt nam là lớp bảo vệ được quy định bao nhiêu ạ thì mắc của 20 và d đúng không ạ mắc của 20 và d d là đường kính đấy nếu mà cái nào lớn hơn thì chúng ta chọn thường thì mọi người để cho mình là cái 30 mươi lớp bảo vệ thường chúng ta chọn 30 đúng không ạ Đấy, hiếm khi nào có cái thép uh, phi 30 trừ trường hợp nhà uh, kết cấu đặc biệt hoặc là nhà cao tầng đấy ạ thì cái này mọi người để mặc định 30 hoặc uh, nếu mà công trình mọi người có cái lớp bảo vệ cao hơn mọi người để cao hơn ở chỗ đây cho tôi đấy chưa đấy thì đấy là cái phần lớp bê tông bảo vệ tiếp theo là phần wire fabric tức là cái phần tấm lưới đan tấm lưới đấy chưa tức là quy định của thép thép lưới đấy thường là dùng cho thép sàn hoặc là thép tấm đan thì cái phần database thì cũng ta chọn luôn cái thì nó cũng tự động nó cập nhật luôn cái quy phạm cái R, rc design này đấy thì tự động nó cập nhật luôn cái cơ sở dữ liệu của cái quy phạm đấy, đấy mọi người thay đổi cũng kích vào cái ba chấm được chưa tương tự như vừa rồi tôi nói rồi tiếp theo steel tức là cái phần thép sàn thì mọi người chọn nhóm thép nào thì thường là chúng ta để cái c c một hoặc là a 1 đúng không ạ đấy mọi người chọn a một cho mình tiếp theo cái phần steel profile tức là phần thép định hình thì ở đây mọi người cũng có thể chọn cơ sở dữ liệu cho thép định hình này mọi người có thể thêm một cái tiêu chuẩn khác ấn dấu cộng này Dạ, bớt đi thì dùng dấu trừ Đấy, material thì chọn vật liệu thì cái phần thép hình này thì tôi nói riêng ở cái phần phần khoa học khác về nhà công nghiệp thì đây tôi không nói ở đây dạ, mọi người phần này mọi người để mặc định sau khi xong mọi người ấn save, ấn đẹp full cho mình tiếp theo chúng ta sẽ sang mục option đầu tiên là cái phần reinforcement thì đây là nó hỏi là cái cái phương pháp định nghĩa cái phương pháp về cái chiều dài móc được thì đây nó chúng ta có hai lựa chọn thứ nhất là chúng ta định nghĩa chiều dài móc là cái đoạn thẳng này đó. thứ hai là cái phần riu riu leg riu len tức là chiều dài thực của móc thì gồm cả cái đoạn thẳng và cái đoạn cong này đấy tức là đây là cái gọi là cái cách xác định cái chiều dài móc nó được xác định là chỉ là gồm cái đoạn thẳng nếu mà chúng ta chọn stretch sherman len hay là gồm cả đoạn cong đấy thì theo tôi thì chiều dài móc này thường là chúng ta lấy cái phần uh, phần 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 riu len riu len tức là cái chiều dài thực của cái móc đấy gồm cả cái đoạn cong này thấy chưa để chúng ta theo đúng cái tiêu ti chuẩn về làm tiếp theo là cái mục ba lang with dao spy in survey distribution tức là cái chiều dài của thanh móc các bạn nhớ nhé chiều dài của thanh móc không kể đoạn uh, lối ở cái bề mặt của cái dãy cốt thép được chưa tức là hỏi ở đây hỏi là cái định nghĩa cái hệ số đấy, của cái chiều dài cái thanh móc mà không kể cái đoạn mối lối ở bề mặt của dãy cốt thép nào bao nhiêu thì ví dụ bạn có muốn nó dài hơn thì các bạn điền hệ số ở đây để chọn ví dụ là một mấy hoặc một mấy hoặc là hai hoặc là ba để chọn thì cái này thì tí ở cái thì ở cái, những cái bài học sau ở đến cái phần mà uh, vẽ thép cho cái phần thép sàn ấy hoặc là thép cho tấm đan ấy thì tôi sẽ giải thích cái, rõ cái thông số này hơn nhưng mà bạn hiểu ý nghĩa của nó là cái chiều dài thanh móc mà không kể đoạn mối lối ở bề mặt của dãy cốt thép được chưa? đấy thì chúng ta điền hệ số vào đây thường thì chúng ta để nguyên là một đó tiếp theo sang cái mục nữa là mục precision tức là nó hỏi là cái độ chính xác được chưa? thì độ chính xác này gồm những cái gì độ chính xác của cái chiều dài thanh đấy thì các bạn hiểu cái phần này chúng ta có thể chọn một năm mười hai năm các bạn hiểu như kiểu dung sai dung sai cho phép là bao nhiêu được chưa? thì chúng ta có lựa chọn là một mm năm mm mười và hai năm thường thì chúng ta để một một mm đấy dung sai cho phép hoặc gọi là độ chính xác của thanh chiều dài thanh tiếp theo độ chính xác chiều dài của đoạn thanh đấy chúng ta cũng để một mm cho tôi tiếp theo là độ chính xác của khoảng cách khoảng cách giữa các cái thanh đấy thì các bạn để nguyên mặc định là không phải một cho mình ml được chưa tiếp theo nếu mà chúng ta tích ở mục identity ba code code là chúng ta lấy theo mã hình dạng của thanh thép thì ở cái phần này là như thế nào thì tôi sẽ giải thích ở những cái bài học sau mọi người cứ hiểu là nếu như tích vào thì chúng ta sẽ lấy theo mã của hình dạng thanh thép đó và sang mục tiếp theo là mục switch up description of reinforcement cross tức là nếu mà chúng ta tích vào cái lựa chọn này thì tự động nó sẽ tắt đi cái mô tả của các cái thanh của cái đoạn thanh các cái thanh thép nó giao nhau tức là nếu mà các cái thanh thép nó giao nhau thì ở cái vị trí giao nhau này sẽ xuất hiện cái mô tả Và nếu mà chúng ta sẽ không tích thì chúng ta tắt nó đi được chưa thường thì thường thì các bạn bật lên thì chúng ta biết những vị trí nào nó có cái đoạn giao nhau đó thì phần này giải thích sau oh, sâu hơn các bài học sau khi mà tôi triển khai mọi người sẽ hiểu hơn được chưa đây là phần numbering of real position tức là cách tức hay gọi là cái kiểu mà chúng ta đánh vị trí của cái thanh thép. Được chưa? ạ à, ví dụ như thanh thép số 1, thanh số 2 thì, thì chúng ta lại dùng cái kiểu 1 này. Còn thanh thép số 01, 02, 03 thì chúng ta dùng cái kiểu 01 này. Thì theo tiêu chuẩn Việt Nam thì chúng ta dùng cái kiểu 1 này thôi. 1 2 3 4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 6 7 8 Được chưa? Chúng ta đánh vị trí uh, ký hiệu của thanh thép. Được chưa? Tiếp theo cái mục add last slide for bar by a point reinforcement with a shape tức là nếu mà chúng ta tích vào cái lựa chọn này thì nó sẽ thêm một cái đoạn lối chồng cho các cái thanh thép mà nó không 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 giao nhau giả sử như này đây tôi có một cái thanh thép thứ nhất và thanh thép thứ hai nó không giao nhau mà nó thẳng phương như này thì tự động nếu mà chúng ta tích vào cái lựa chọn uh, add Slab for bar này thì tự động chúng ta sẽ thêm một cái đoạn thép nối chồng để chúng ta nối nối hai cái thanh thép này lại với nhau đó thì cái này trong trường hợp cụ thể chúng ta phải dùng thôi Đấy. còn trong trong trường hợp nào thì Các sau tôi triển khai thì mọi người sẽ hiểu được chưa Đó. thì đến đây thì bài học nó tương đối rồi thì tôi xin phép kết thúc cái bài học số 2 ở đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái bài học số 3 tiếp theo à, trước khi kết thúc bài học thì có tôi muốn trả lời một câu hỏi một số bạn hỏi là thế bạn này muốn tham gia cái lớp học ADS Speed này của tôi thì nó có giống như những cái lớp học dạy ngoài kia không và hình thức học như nào tôi xin trả lời luôn nếu mà ai đã từng tham gia các khoa học của tôi thì đều biết rồi tôi không dạy lý thuyết tôi nhắc lại tất cả các khoa học của tôi và trong cái khoa học này cũng thế tôi không bao giờ lại lý thuyết trong cái khoa học ASD Speed này tôi sẽ dạy các bạn lý thuyết kèm theo thực hành một cái công trình thực tế làm là để các bạn có thể triển khai được một công trình gồm đầy đủ bản vẽ như mặt bằng kết cấu này chi tiết thép của một cầu kiện bê tông ở móng này, dầm, cột, sàn rất là đầy đủ, y hệt như các bạn một bản vẽ kết cấu nhà bê tông cốt thép bình thường. Đấy, tôi sẽ thực hành một công trình luôn chứ tôi không thể nói mô xuong để các bạn từ cái công trình đấy các bạn bắt tay vào làm bài tập thì các bạn có thể triển khai những cái công trình tương tự trong công việc hoặc là trong đồ án của các bạn. Được chưa ạ? Đó. Và hình thức học thì ở đây là hình thức học online thôi. Nếu mà bạn nào đăng ký thì click vào cái link ở bên dưới. Đó. Thì đây, đây đây xin kết thúc bài học ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.